Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số loại lan rừng cho hoa rất đẹp của khu vực rừng Con Tum. Đó, thì tất cả các loại lan này thì do bà con đi bóc rừng ở khu vực rừng Con Tum về luôn nhé mọi người. Đó, hôm nay thì em có đầu tiên là giả hạt. Đó, đầu tiên là giả hạt thì có các dê loại 250 nè, 350, rồi có những dê đặc biệt 900, hoặc combo kín giá 400, 4 con kín. Tiếp theo thì em có hoàng thảo đơn cam nguyên bản nha mọi người, đơn cam Con Tum, và đây là những cái dê mà đơn cam lớn thì dành cho các bác anh chị thích sưu tầm hàng nguyên bản lớn và chúng ta chơi hoa cho đã luôn nha. Tiếp theo nữa thì em có lan Mỹ Dung Dạ Hương, thì có cả nguyên bản và rời đó. Mỹ Dung Dạ Hương được định danh là đệ nhất hương đêm nha mọi người, một loại lan rất đặc biệt, hoa cực kỳ đẹp luôn, tí em sẽ giới thiệu sau. Tiếp theo nữa thì em có một cái loại lan, cái này là gọi loại lan lồng, rất là lạ và là rất là hiếm nha mọi người. Đó, thì loại lan lồng đây thì hoa thành từng chùm màu cam giống như hoảng cam á. Rồi tiếp theo nữa thì em có hai cái dê kiều mở ga. Đó, một cái dê hoàng phi hạt nguyên bản đây về để cho các bác anh chị đón Tết. Hai phần lan tím Huế. Đó, đây có hai phần thôi, loại lan mới nha. Tiếp theo nữa là em có ít phần lan tóc tiên. Rồi lại lan hai thì em có lan hài táo nha mọi người. Hài táo này thì mỗi phần nó đều có một hai cây nụ ấy, về cho các bác anh chị chúng ta chơi hoa luôn. Và có ít phần đây hài móc hồng, một loại lan hài cho hoa cực kỳ đẹp nha. Ngoài ra thì em còn có ít cái hình quế lá xếp, hay còn gọi là dáng hương tam bảo sắc đó mọi người. Đây có cả nguyên bản và loại rời, một dê kiếm, và đặc biệt là có một cái dê hoàng lạp nguyên bản luôn, về cho các bác anh chị thích sưu tầm nguyên bản và chúng ta treo luôn nha. Rồi thì đầu tiên em giới thiệu giả hạt trước, thì lúc quay em sẽ để bên cạnh cái thước 50cm để cho các bác anh chị dễ hình dung cái thước của dê lan mình mua luôn. Rồi đầu tiên là giả hạt dê số 1 nha, độ dài thân tơ tầm cỡ 15cm, thì dê này thì đang xuống lá rồi nè. Đó, đang xuống lá chuẩn bị ra hoa. Và mọi người để ý kỹ xem cái phần thân của nó rất là tím. Đó, mọi người thấy không? Rất là tím luôn nha. Đó, với những cái dê tím nhiều như vậy thì chuyên dành cho săn hồng, săn bệt nha. Đó, và đặc biệt nó cũng có rất nhiều thân già mọi người. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái thân già luôn. Thì ít nhất là cái dê này đang trải qua năm tuổi, năm thứ 7 rồi. Mỗi thân già nó sẽ tương đương với một năm tuổi nha mọi người. Rồi, dê số 1, đắc cô giá 250. Tiếp theo dê số 2 cũng là một dê đắc côi luôn. Dê này thì độ dài tới 30cm lận. Thì sắp tới những dê dài này thì sẽ sai hoa hơn nha. Và nó có rất nhiều thân già, một thân già, 2, 3, 4, 5, 5 thân già. Thân già thì đỏ âu nè mọi người. Thân này khá là đặc biệt. Thân tơ thì đây, lá mướt, rất là mướt, xanh mướt nha. Đốt khá là ngắn. Rồi, dê này thì giá 350, đắc cô nhé mọi người. Tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người là dê số 3. Dê số 3 đây, đây là một dê chim môn ray nhé. Đó, nó là dê chim môn ray duy nhất trong ngày hôm nay. Độ dài thì nó rơi vào tầm cỡ 44-45cm luôn mọi người. Chim môn ray thì thường cái đặc điểm là thân mảnh lá che nhé. Nguyên dê ở đây, 1, 2, 3, 4. Đó, nguyên cái dê mảng bóc rừng nè mọi người thấy không? Rồi, thân tơ nữa đây. Đó. Chim mò ray thì thường cái đặc điểm là thân mảnh lá tre, tuy nhiên là thường hay cho ra những cái mặt hoa rất là đẹp, đặc biệt là hoa cực kỳ to luôn. Đây các bác anh chị chưa có chim mò ray thì chúng ta cố gắng sưu tầm lấy một hai giò làm giống nha. Cây rất là khỏe. Rồi giờ số 3 này giá 350 nha mọi người, chim mò ray. Tiếp theo là em sang giờ số 4. Giờ số 4 là giờ đắc côi, và giờ đây là cái giống siêu nu đốt ngắn luôn nhé mọi người. Đó, mọi người có thể xem đốt cực kỳ ngắn luôn, cự ly đốt chưa tới 1cm. Đó, đây đây là thân tơ là thân dài nhất đây nha. Sắp tới hoa sẽ nở trên thân tơ này nè, nó đã xuống lá rồi. Và tím mọi người để ý, tím khá là nhiều nè. Mặc dù nó hình thành lên lớp mang nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái độ tím thì chứng tỏ lúc nó cây đang còn lá thì nó cũng rất là tím luôn. Rồi nó có hai thân già. Đây nguyên mạng bốc rừng này vẫn còn dính những lớp vỏ cây. Rồi về số 4 này giá 350 nha mọi người. Đắc côi. Tiếp theo là em sang về số 5. Dạ số 5 là cái dê giả hạt giá trị cao nhất ngày hôm nay. Thì nó có giá là 900 ngàn. Thì độ dài của thân tơ thì rơi vào tầm cỡ, đầu tiên là đếm từ gốc tới đây là 50cm nha. Rồi rồi nó tầm cỡ 80cm mọi người. Và để em chỉ cho mọi người cái điểm đặc biệt của dê này.
thì mọi người có thể thấy bình thường là chúng ta hay sưu tầm được những cái loại lá xếp là thứ nhất nè, lá nhựa là thứ hai nè, và lá mảnh là thứ ba nè. Tuy nhiên là đối với cái dề này thì nó cho ra một kiểu lá rất là đặc biệt mọi người. Cái lá của nó giống như là cái mấy cái thằng giáng hương mọi người. Mọi người ý là lá nhỏ và dài đó, như cái dòng giáng hương luôn. Và đặc biệt lá nó rất dày chứ nó không mỏng như một số cái dòng lá khác giống như là chumorai. Chumorai thường nó cũng kiểu lá tre vậy, tuy nhiên là lá nó rất là mỏng và nó không dày và bóng như là cái lá này mọi người. Đó. Rồi cái điểm thứ nhất là nó là một cái dòng lá xếp nha mọi người. Lá xếp và cái kiểu lá đặc biệt. Thứ hai là mọi người xem nè, thân nó tím nè. Đó, nó tím rất là nhiều luôn, tím từ đầu tới cuối. Đó. Đây, và nó tím còn lên cả trên lá luôn nhé mọi người. Mọi người thấy ý là lên mặt trên lá luôn nè. Đó. Thì cái dây đây lúc nhỏ là một dây rất là tím luôn nha. Đó. Đây, mọi người xem, tím nè. Tím từ đầu tới cuối luôn. Thân tím nè. Đó. Rồi, dề rất đặc biệt nha. Mà mọi người nhìn thấy nè, cái thân nó rất là cứng cáp luôn, rất là cứng cáp khỏe mạnh. Có thể mọi người có thể trồng đứng được luôn nha. Đó, nhìn vậy thôi mà trồng đứng được luôn á. Chứ không phải là trồng thông nữa. Rồi nó có một thân già, 2 3 4, 4 cái thân già, nguyên một cái mảng bóc rừng nữa đây. Đó. Vừa bóc rừng về luôn mọi người, cái rễ còn đang ẩm luôn nè. Rồi một cái dề rất đặc biệt nha, lá tím nè, đã không? Rồi dề này thì có giá là 900 ngàn nha mọi người. 900 ngàn cho dề đắc côi, thân tím lá tím. Dề này là dề số 5. Tiếp theo nữa là em có hai cái combo kín. Hai combo kín này thì dành cho các bác anh chị nào chúng ta thích chăm kín nha. Chăm kín để về sổ ra nhiều mặt hoa. Bởi vì dài hạn nó có một cái rất hay là mỗi một dề nó sẽ cho ra một cái mặt hoa khác nhau. Thì các bác anh chị sưu tầm càng nhiều dề thì nó sẽ cho các bác càng nhiều mặt hoa để chơi. Đó. Rồi đầu tiên là combo số 6 gồm 4 con nhé. Đầu tiên là một con kín tím nguyên bản nè. Đó, tím riệm luôn. Đó. Kín nhỏ thôi mọi người. Đó, mọi người có thể xem cái thước em để bên cạnh nha. Thấy được cái kích thước của con kín luôn. Kiến thứ hai cũng đốt ngắn luôn nè, nù đốt ngắn tím tím nè. Rồi giờ kiến số 3 nè, đây đó. Rồi giờ kiến số 4, số 4 là em tím riệm nè, đã không? Rồi combo số 6 này giá 400. Tiếp theo em sang combo số 7. Số 7 đây thì đầu tiên là có cái dê nguyên bản thứ nhất nè, mà mọi người để ý xem cái dê đây là cái dê lá rất là tròn to nhé. À, nhìn như là lá mít nè, nó hình như là cái dê lá mít thì sao đó. Mọi người có thể để ý bên cạnh những cái dê khác thì lá nó không được to như vậy đâu. Đó. Rồi một con kiến lá mít nè, tím nữa, thấy không mọi người, thấy không? Rồi dê thứ hai đây, đẹp để ra ngoài này. Một con nè lá mít nè, không hai con kiến nè, kiến tím nè, ba con kiến nè, kiến đây nu nè, nù xanh, lá cũng rất là to. Bốn con đây. Đó. Rồi combo số 7 này giá 400, bốn kiến. Rồi xong phần giả hạn nhé mọi người. Tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người là một số cái dê đơn cam. Và những cái dê đơn cam này đều là những cái dê đơn cam thân tơ lớn. Thì sắp tới đối với những dê này thì sẽ rất là sai hoa nhé mọi người. Đơn cam và con tôm thì thường là cái đặc điểm là cái giống đơn cam lùn. Tuy nhiên là lùn nhưng mà nó cũng lâu lâu nó cũng có vài cái dê mà nó nù mập nó dài á. Thì những cái dê này sẽ rất là sai hoa luôn. Rồi bây giờ em có quay loại 250 dê trước nha. Đầu tiên là dê số 1 nè. Đơn cam nguyên bản nhé mọi người. Bám chắc chắn vào khung bản. Loại này về để cho các bác anh chị đón Tết luôn. Thân tơ dài cỡ 15 cm, 250. Tiếp theo đơn cam số 2. Đây giờ này khá đẹp, nó mọc chung cả có những lớp địa y rồi nè. Bám chắc chắn vào khúc cây nha. Thân tơ thì tầm cỡ 10-11 cm. Rồi giờ số 2 giá 250. Chỉ cần một giò vậy là mọi người chơi hoa cũng đủ đã rồi mọi người. Đơn cam rất là sai hoa nhé. Đơn cam tôm rất sai hoa. Tiếp theo là giờ số 3, cũng tầm 10-11 cm, nù nè. Bám chắc chắn vào khúc nguyên bản nha. Rồi 250. Mấy hàng này về các bác làm quà biếu cũng rất là ok nha. Bởi vì dòng đơn cam là loài lan cực kỳ hiếm luôn. Mà nó nằm trong top những cái loài lan mắc tiền và quý hiếm cũng như là hoa đẹp nhất hiện nay nha. Tiếp theo là về loại 300 ngàn. Thì cái thân tơ giờ này có một thân tơ nè mọi người. Thân tơ đây nha.
độ dài thân tơ tầm cỡ 10 17 18 cm. Tơ đây, đó. Rất nhiều thân da luôn. Một con thân tơ mà đóng thân da nuôi mọi người. Thì thân tơ này rất là khỏe luôn nha. Rồi, dê số 4 giá 300 ngàn. Theo dàn sang dê số 5. Dê 5 thì độ dài thân tơ tầm cỡ 10 14 15 cm, nù mập nha. Wow nè. À, nù vậy rất là khỏe. Nó mọc trên lớp cây và có cả những cái cây cây giống cây thuốc hay cây gì ạ. À, nó mọc chung trên thì nó tạo ra cái vẻ nhìn nó rất là nghệ thuật. Rồi, về số 5 này giá 300 ngàn nha mọi người. Rồi. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người đó là lan lồng nha mọi người. Lồng đây là lồng hoa cam nha. Thì bà con đi nay đi hái được một ít lồng đây. Và lồng này là loại lồng rất là hiếm và đặc biệt hoa cực kỳ đẹp luôn. Bà con người ta miêu tả cái lồng này rất là khó tìm. Và hoa của nó thì sẽ mọc thành từng cái chùm màu cam, giống như là cái hoa cây hoa hàng cam á. Nếu mọi người đã chừng trồng lan hoa hàng cam thì có thể hình dung là cái hoa nó tương tự vậy. Rất là đẹp luôn. Đó, đây cái dạ hành nó cũng rất đẹp mọi người. Loại này về ghép bộ lũa là ok nhất nha. Đây một phần này. Rồi, phần này thì có giá là 200 ngàn nha các bác. Các bác nào thích sưu tầm lồng hoa đẹp thì có thể mua. Lá, thân lá rất đẹp, mình màu nõn chuối. Đây, rồi 200 ngàn phần nha. Thì hôm nay em có ít phần thôi. Thì bác nào muốn sưu tầm lan lồng này thì có thể đặt mua. Rồi. Rồi, lan lồng hoa cam mọc thành từng chùm dài nha mọi người. Rồi, tiếp theo nữa là em xin giới thiệu mọi người là em có hai cái dê. Hai dê này là hai dê kiều mở ga nhé mọi người. Đây kiều mở ga đây. Cánh cam hồng, cánh vàng hồng cam cam cam. Rồi đầu tiên là dê số 1 nè. Đây dê này thì có giá là 200 ngàn nhé mọi người. 200 ngàn cái dê này. Loại này thì có thể gửi chậm được. Đó, bởi vì cây nó rất khỏe. Lá mọi người xem. Lá tròn như là lá mít nhỉ. Đây nè. Lá trong vo như lá mít rất đẹp. Rồi nguyên dê luôn nhé. Nguyên dê này về mọi người trồng vào chậu thôi, không phải chăm bón mất công tỉa tót gì nhiều. Về cứ đặt vào chậu than hoặc vỏ thông là được. Loại này rất dễ trồng, dễ chăm sóc nha. Hoa thì mùa hoa nó tầm tháng 3, tháng 4 nhé mọi người. Về chăm thời gian nữa là có hoa chơi luôn. Để em đếm số thân có lá nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái thân có lá luôn nha. Rồi 200. Tiếp theo là em sang về đây. Về đây cũng là về kiều mở ga luôn. Giờ này nhiều thân tơ hơn và cái lá nó thì cái kiểu đặc điểm là dòng lá xếp nhọn nha. À, nhìn nó cũng rất nghệ thuật, nguyên một dê luôn. Loại này thì cái dê nó mọc đều nhau. Đó, nó xoay thành một cái hướng vòng tròn. Đó, thì lúc chúng ta trồng vào chậu thì nhìn nó sẽ rất đẹp. Rồi giờ này thì có giá là 250 nha mọi người. Thì em đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cái thân có lá nha mọi người. 9 thân có lá, còn lại thân già không có lá rất nhiều. Rồi đây. Rồi dê này giá 250. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người cái dê lan hoàng phi hạt nha. Đó, dê này thì có hai thân tơ. Hai thân tơ rất đẹp đây. Ngoài ra rất nhiều thân già nha mọi người. Hoàng phi hạt là một cái loại lan cho hoa Tết rất là sai hoa luôn. Hoa năm cánh trắng hồng vàng vàng cam cam và hoa cực kỳ lâu tàn nha mọi người. Hoa hoàng phi hạt cực kỳ lâu tàn luôn. Các bác anh chị nếu mà muốn kiếm một cái loại lan để chúng ta chơi Tết á, thì em nghĩ là mọi người nên trồng hoàng phi hạt nhé. Thì bất cứ mùa Tết nào em cũng đều quay những cái clip về hoàng phi hạt, bởi vì nó ra hoa rất là sai và đẹp. Mỗi một cái mắt này nè, khi nào nó ra hoa nó sẽ ra một cái chùm hoa rất là dài luôn, dài to và nó nở xuyên suốt cả mùa Tết luôn nhé mọi người, kéo dài cả tháng luôn á. Hết chùm này ra rồi tới chùm khác ra. Đó, rất đã. Đây có một cái thân tơ đây, có thân tơ đây nhưng mà nó bị gặp tự nhiên trong rừng rồi. Đó, nó vẫn còn những cái mắt này mà nó chưa ra hoa. Đó, thì năm nay nó đang ra nụ nè. Hoàng phi hạt á, ví dụ năm nay mà cái mắt này nó chưa ra hoa, sang năm nó vẫn có thể ra hoa từ cái mắt đó nha mọi người. Đó cái điểm hay của hoàng phi hạt của con tôm. Đây khúc nguyên bản nha. Rồi em khúc này thì giá 200 ngàn nha mọi người. 200 ngàn cho mọi người sưu tầm hoàng phi hạt. Về nguyên bản về chúng ta treo luôn, không phải ghép đồ gì hết, về treo chơi hoa luôn. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là em có hai cái phần lan tím Huế đó. Hai phần này thì bà con kêu là đây loại lan rất là hiếm,
tim Huế thì cái hoa của nó gần giống như là cái lan thập hoa á mọi người. Hoa rất đẹp, và tuy nhiên cái loại này thì nó sẽ tím, nó tím đậm hơn là lan tím đậm hơn là cái lan thập hoa nhiều, và cái loại này cũng dễ trông dễ chăm sóc thôi. Tím Huế. Rồi, lần đầu tiên có trên kênh nhé mọi người. Các bác anh chị chưa có thể sưu tầm mua. Đây một phần này. Phần vài thì có giá là 250 nha mọi người, dành cho bác anh chị nào thích sưu tầm về làm giống cái loại lan là hoa cũng rất đẹp và thơm nhé, rất là thơm luôn, vừa đẹp vừa thơm. Đây, một phần đây giá 250, em có hai phần nữa, đúng hai phần nữa, bác nào nhanh thì chúng ta sưu tầm được. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là em có ba cái phần lan tóc tin nha. Cái phần này, cái dạ hành lan này, cái dạ hành nó giống như là những sợi tóc của cô tin đó. Người ta gọi là tóc tin. Rồi, và cái loại này là loại lan rễ gió nha mọi người. Đây mọi người có thể xem cái dòng kiểu lan rễ gió. Thì cái cách trồng, cái chăm sóc thì mọi người trồng giống như nghinh xuân cầm báo thôi. Tức là trồng vào chậu than cục lớn hoặc vỏ thông cục lớn á, hoặc là chúng ta ghép cổ lũa cũng được nha. Mùa hoa của nó thì nó sắp tới mùa hoa rồi đó. Hoa của nó tầm Tết. Hoa thành từng chùm thơm và màu trắng nha mọi người. Trắng trắng và hồng, nó chấm vàng vàng tím tím á, rất đẹp. Đây thì một phần vàng có giá là 200.000 nha mọi người. Phần đây 200.000, được mười mấy cây á. Về các bác về làm giống thử coi nha. Nó dạ hành nó vừa lạ mà hoa nó cũng rất đẹp, thành từng chùm luôn. Đây có một số cái bông hoa nó nở mà nó tan rồi. Người xem cánh trắng nè, cái lưỡi nó vàng vàng tím tím. Rồi 200.000 phần thì em có mấy phần này thôi. Tóc tiên. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu là em có hai loại lan hài. Đầu tiên là lan hài táo và lan hài móc hồng nhé mọi người. Hài táo đây. Hài táo thì mỗi phần nó có 1 tới 2 cây đang nụ, mọi người có thể xem. Về là các bác anh chị hoàn toàn có thể là được ngắm hoa luôn. Hoa của hài táo thì rất là lâu tàn, và đặc biệt là cái vòi hoa đây nè, lúc nó mọc ra rất là cao. Đây nó mới mọc thôi, lúc mọc xong nó sẽ ra cao và hoa nó to, rất là to luôn nhé mọi người. Đó, to và cực kỳ lâu tàn luôn, nở phải tầm hơn nửa tháng luôn nha. Đó. Nói chung là loại lan hài này là loại lan hài rất là dễ trồng. Mọi người trồng vào trong giá thể gồm ít đất nè, rồi cát nè, rồi trộn thêm ít phân chuồng, rồi có vỏ thông vùng hoặc than vùng á, mọi người trộn đều vào. Ví dụ không có thì chúng ta có thể thêm cái muồng cưa hoặc là muồng trấu á, thì trồng với này là rất là ok rồi. Đó. Rồi một phần tầm cỡ chục cây nhé mọi người. Và hàng thì em đã lựa chọn những cây đẹp rồi. Đây mọi người xem. Đó, hàng đợt này về rất đẹp. Rồi hài táo. Hài táo đây là một cái loại lan hài quý hiếm nằm trong sách đỏ nha mọi người. Nằm trong sách đỏ của Việt Nam á. Hoa rất đẹp nên là được sưu tầm rất là nhiều. Rồi một phần vậy là có giá 250 nha mọi người. Hài táo. Mọi người chưa biết mặt hoa hài táo thì chúng ta có thể lên Google search lan hài táo là ra thôi. Hoa rất đẹp, mọi người thử xem nha. Ngoài thú chơi phong lan với địa lan thì các bác cố gắng sưu tầm một ít loại lan hài về chúng ta chơi hoa, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo nữa thì ngoài cái lan hài táo thì em còn một cái loại lan hài nữa, và lan hài này cái tên gọi là lan hài móc hồng nhé mọi người. Đó, đây hài móc hồng đây. Thì cái đặc điểm dễ nhận biết nhất của lan hài móc hồng á là cái phần lá nó hơi nhám nhám nè, và đặc biệt cái mặt trên của lá thì nó trắng kiểu răng, nó xanh kiểu răng ri, và mặt dưới là nó chấm tím nhé, chấm tím rất nhiều. Đó, cái cây đây là một cái cây hài móc hồng trưởng thành nè, tức là sắp tới thì nó đủ khả năng ra hoa rồi mọi người. Hài móc hồng thì mùa hoa nó rơi vào tầm cỡ tháng 3, tháng 4. Về các bác chăm thời gian nữa là có hoa chơi luôn. Và hài móc hồng thì là một trong số những cái loại lan hài cho hoa đẹp nhất trong các loại lan hài ở Việt Nam nhé mọi người. Thì lúc tới mùa hoa nó sẽ ở giữa đây, nó sẽ mọc ra một cái vòi cực kỳ cao, và cái lưỡi của nó tròn, nó phình to ra. Cùng với đó là có ba cái vây cánh tròn tròn hồng hồng đẹp lắm. Các bác anh chị có thể lên Google search lan hài móc hồng, hoặc là lan nó còn có tên gọi là lan hài ngọc nữ nha. Đó, hài móc hồng hoặc hài ngọc nữ về chúng ta. Rồi một phần vài có giá là 200.000 nha mọi người, tầm 20 cây thì dành cho các bác anh chị về chúng ta sưu tầm lấy 1 2 chậu, 3 4 chậu gì á. 20 cây thì trồng mấy chậu cũng được. Trồng một chậu thật là to hoặc là 2 3 chậu gì tùy thích mọi người nha. Rồi loại này thì cách trồng nó khác so với cái hài táo một tí. Thì mọi người trồng vào trong giá thể gồm than vùng nè, vỏ thông vùng, và trộn đều với nhau. Thêm cái đất, thêm cái đá xây dựng đó mọi người. Hoặc là cái đá tổ ong. Nếu mà không có đá xây dựng, đá tổ ong thì mọi người có thể thêm một số cái như là cái gốm hoặc là đất nung á. Mọi người trộn đều nhau. Thêm một ít
phân chuồng nữa là ok nha. Vậy là được, chúng ta có một cái giá thể trong lan 210 rất là ổn rồi. Để trong môi trường râm mát tí, tránh ánh nắng trực tiếp là được nha. Rồi tiếp theo nữa thì em có đây một cái dề, dề này gọi là hoàng lạp nha mọi người. Đây hoàng lạp đây nguyên bản luôn, hoàng lạp chuẩn rừng con tâm nha. Hoa màu vàng rất là đẹp và đặc biệt là cũng rất là thơm luôn. Đó, cái giá hành của nó cực kỳ to mọi người. Đây là loại lan mọi người về chơi thân lá mà cũng về chơi hoa được luôn. Thì sắp tới sẽ có hoa nha. Này thì đây một số cái mắt nụ nó đang sưng rồi mọi người thấy. Đó, mắt nụ đang sưng nè, sắp tới nó sẽ có hoa luôn. Đây bám chắc chắn vào khúc nguyên bản nha. Đó, để em đếm số thân con lá mọi người xem. 1 thân con lá, 2 thân con lá, 3 thân con lá, 4 thân con lá, 5 thân con lá, 6 thân con lá, 7 thân con lá, 8 thân con lá, 9 thân con lá. Rồi 9 cái thân con lá luôn, nguyên bản các bác các anh chị về treo thôi. Rồi dề này thì có giá là 250 nha mọi người, 250 cho cái dề dề này hoàng lạp, hoa hoàng lạp đây. Đẹp không mọi người, thấy đẹp không? Hoa rất là dễ thương nha, mọc thành từng chùm. Cái cây này cái cây hơi nhỏ nên là chùm hoa nó không được sai mọi người. Cây những cái cây cũ lớn thì hoa nó sẽ rất là sai luôn. Thơm nữa. Rồi tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu với mọi người là em có dề lan kiếm nha. Kiếm đây là giống kiếm lung của ông Tâm, dề nguyên bản luôn. Dề này thì có giá là 200.000. Các bác anh chị thích sưu tầm lan kiếm mà lá luôn luôn ngắn ngắn vàng vàng nọn chuối thì có thể mua dề này nha. Về mọi người đóng dây rút đinh chúng ta treo lên là được, nguyên bản rồi, bám chắc chắn vào khúc cây. Rồi 200.000, hôm nay em có con dề kiếm đây thôi. Kiếm lung là loại lan kiếm rất là hiếm và dạ hành rất đẹp của khu vực rừng tâm. Tiếp theo nữa là em có ba cái phần quế lá xếp nha mọi người. Quế lá xếp hay còn gọi là dán hương tam bảo sắc á. Đó, rồi đầu tiên là có hai dề nguyên bản và một cái phần rời. Dề nguyên bản đây, thì đây em có một cái dề quế lá xếp nguyên bản đây. Đó, lá tím nè, lá tím mà xếp đều nhau, bám chắc chắn vào khúc cây. Rồi mọi người chỉ biết về treo lên thôi. Quế lá xếp thì hoa cực kỳ thơm luôn nhé mọi người, thơm mùi quế lắm, thơm lắm, thơm lừng luôn. Và hoa nó tầm cỡ tháng 4 rồi mọi người chăm thời gian nữa cũng có hoa chơi luôn. Bám đây, loại rễ gió rất là dễ trông, dễ em sóc nha. Rồi về số 1 giá 200. Tiếp theo là em sang về số 2. Về số 2 đây, quế lá xếp đây cũng là một cái dề quế lá tím nè mọi người ha. Lá tím rịm rất đẹp. Giờ đây thì nó mọc trên một cái cục gỗ và gỗ đây là cái gỗ nu mà nu á mọi người, nu hay còn gọi là nu á, nu là cái phần nó u lên của cái thân cây gỗ á, nó bám chắc chắn vào cây này, nhìn nó rất nghệ thuật, nó nhìn giống như là mọc trên một cái củ gì á, giống như củ đậu hay củ gì á, nhưng thực ra là nó cái phần nu của cái cây gỗ. Rồi cái dây này có giá là 250 nha mọi người, nó gồm hai thân luôn, hai thân mọc trên cục cây. Rồi tiếp theo nữa là em có một cái phần lan quế lá xếp mà loại rơi mọi người. Đó, trong đây nó có cả một cái cục nguyên bản mọc trên gỗ khô nè. Đó, thì nói chung bán chung luôn. Phần này thì giá 200.000 thôi. Một dề nè, dề xếp nè, hai dề lá xếp mọi người, thấy lá xếp thẳng tắp không? Ba dề đây xếp đều nhau đó. Rồi 4 dề, 5 dề. Xếp đều nhau 200.000 thôi. Rồi đây phần này các bác anh chị về tự ghép được nha, loại này dễ trông dễ chăm sóc mà, ghép vào gỗ lũa hoặc trồng vào chậu than to, vỏ thông to là được. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu là em có một cái dề kiều vuông nhé mọi người. Kiều vuông này là kiều vuông hàng thuần rồi. Đó, dề này thì có giá là 350, thì để em đếm số thân tơ cho mọi người xem. 1 thân tơ, 2 thân tơ, 3 thân tơ, 4 thân tơ, 5 thân tơ, 6 thân tơ, 7 thân tơ. Cái đặc điểm của kiều vuông là cái thân nó vuông vuông thôi mọi người. Đó, rất là dễ nhận biết. Và cái khúc này là khúc hàng thuần rồi, nó mọc trên một cái cây lũa nha mọi người. Cái chúng ta trồng lan thì chúng ta cố gắng sưu tầm những cái cây lũa này, bởi vì lũa là những cái loại gỗ mà nó được ngâm lâu năm ở dưới đất hoặc là dưới suối á, nên là các bác về các bác trồng mấy năm chơi thì nó không chả mối mục gì đâu. Nó rất là bền.
nên là các bác anh chị chơi cố gắng sưu tầm lũa. Và qua cái trình quá trình ở dưới đất với ở dưới suối á, thì nó cũng được bào mòn và nó hình thành nên những cái đường rãnh, đường đồ, nhìn cái khúc gỗ lũa nó trở nên nghệ thuật hơn mọi người. Đây, cái khúc gỗ lũa hôm nay nhìn nó khá là đều đẹp. Đấy, cùng trên đó là một cái dề kiều nguyên bản luôn. Rồi, cái dề này thì có giá là 400 nhé mọi người. 400 cho khúc kiều rất lớn, hàng thuần rồi. Các bác các anh chị về chúng ta treo thôi. Đây, lũa nè, lũa nhìn rất là nghệ thuật, đẹp. Rễ đây, rễ bám chắc chắn và hàng thuần rồi, nên là mọi người về cứ yên tâm chúng ta chơi nhé. Sắp tới ngắm hoa luôn. Rồi, rất nhiều thần tơ. Rồi, kiều vuông. Tiếp theo nữa là em có ba cái dề Mỹ Dung và Hương nhé mọi người. Mỹ Dung và Hương thì được định mệnh danh là đệ nhất hương đêm. Thì cái loại này là ban ngày á, thì nó hoa, lúc cái mùa hoa nó ban ngày á, thì hoa nó hương thơm thoang thoảng thôi. Tuy nhiên là về đêm là nó hương thơm đậm luôn nhé mọi người. Và cái mặt hoa nó cũng rất là đẹp. Mặt hoa giống như là một cô gái đang mặc váy vậy, giống như là một cái người mỹ nhân vậy mọi người. Đó. Rồi, và hôm nay thì em có ba hình, thì có hai hình nguyên bản là một hình rồi, thì đều là những cái dề lá xếp rất là đẹp. Đó. Hàng nói chung hàng này hiếm lắm, thì các bác anh chị chưa có Mỹ Dung thì chúng ta có thể sưu tầm thêm. Cách trồng, cách chăm sóc thì giống như dáng hương tam bảo sắc rồi thôi, hoặc là nghinh xuân cẩm báo thôi, nó rễ gió mà rất dễ trồng. Rồi, dề số 1 nha, Mỹ Dung số 1 giá 200.000. Đây, mọi người thấy lá xếp đều không? Đó, nhìn nó xòe ra giống như là cái cánh quạt luôn. Dề này giá 200 thôi, nguyên bản luôn mọi người. Đó, chuẩn hàng tâm nha. Mỹ Dung của con tâm thì cây cực kỳ khỏe luôn. Rồi, tiếp theo là em sang về số 2. Hình số 2, hình số 2 thì nó có 3 cây nha. Đầu tiên là một cái cây lá xếp rất là to mọi người, thấy không? Đó, xếp đã to đùng luôn nè. Rất đẹp. Rồi, một cây nè. Ngoài ra còn có hai cây nhỏ hơn tí nhưng mà cũng là lá xếp luôn. Rồi, đó mọi người thấy không, xếp thẳng tắp. Rồi, hình số 2, 3 cây này thì có giá là 250 nha mọi người. 250 cho 3 cây này thôi, giá rất là ok rồi. Rồi, hình số 3 thì có giá là 300.000. Đây là một cái dây nguyên bản mọi người xem. Bản lá xếp rất là to. Đây, cây này. Và ngoài ra đang mọc thêm một cái cây con nữa, nhìn rất đẹp. Đó. Rồi, các bác anh chị thích mua hàng nguyên bản có thể mua cái dây này. Nguyên Mỹ Dung số 3 thì giá là 300. Rồi thì em đã quay sơ ra qua các loại rồi. Thì các bác anh chị có nhu cầu mua dề nào, loại lan nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nhé. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi, được kiểm tra hàng thoải mái. Còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Có một số loại lan thân dày, lá dày thì mọi người có thể yêu cầu em gửi chậm để đỡ tốn tiền ship hơn. Còn bình thường ví dụ giải hạt đồ, mấy loại lan nhẹ nhẹ ngắn ngắn thì gửi nhanh cũng được nhé mọi người. Rồi, xin cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan rừng tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên.